Cái này là hỏi rồi hả? Người đồng tính có thọ giới sa di được không? Theo như sư được biết á, là để coi coi để, cái này sư phải coi lại tạng luật chứ cái này không có trả lời lung tung được. Cái này sư sẽ coi lại tạng luật rồi sư trả lời sau ha, tại vì cái này không có trả lời lung tung được. Cái thứ hai á, là cái người mà cố tình xuất gia mà nếu như không thành tựu á thì được kể là trộm tăng tướng ha, xuất gia mà không thành tựu mà cố tình á, thì cái đó được được kể là trộm tăng tướng. Còn cái chuyện là người đồng tính có thọ giới sa di được hay không thì sư sẽ coi lại tạng luật, nhưng mà quan điểm cá nhân của sư thì tốt nhất là không cho. Tại vì sa di mà đồng tính thì nó cũng nguy hại, không khác gì một vị tỳ kheo đồng tính hết trơn. Thì cái này câu hỏi này sư sẽ để lại để sư coi coi sư sẽ ráng sư coi coi là trong tạng luật thì các ngài sẽ trong tạng luật thì ghi như thế nào. Kính bạch sư, người mắc những căn bệnh nặng như ung thư hay mãn tính có xuất gia được hay không? Chà, sao hỏi để coi coi nó nằm ở trong, không biết nằm trong đại phẩm 1 hay 2. Đây, không nên cho xuất gia thôi. À rồi, cái này là một số những căn bệnh, một số những căn bệnh là không có cho xuất gia. Bệnh cái này thì chắc quý vị coi thì nó dễ hơn. Năm năm bệnh xuất gia là ví dụ như là những cái bệnh truyền nhiễm, những bệnh truyền nhiễm nói chung á, thì không có được, không có cho xuất gia. Nhưng mà nếu mà miễn cưỡng xuất gia đó thì vẫn thành tựu, nhưng mà vị cho xuất gia là phạm tắc ác nha. Đó rồi cái nữa đó là những cái người mà cướp, những cái gọi là cướp mang biểu tượng, có nghĩa là sao, là bị đó, đây nè, đây cướp mà mang mấy cái chuỗi ngón tay, có nghĩa là mình cướp mà nó có biểu tượng vậy đó, để mà người ta đây là cướp xuất gia xong mình chơi mấy cái chuỗi đeo ngón tay đó thì là không có cho xuất gia ha. Rồi cái người mà trốn truy nã thì cũng không cho xuất gia ha, trốn truy đây là cho trốn mà cướp phá ngục á, có nghĩa là vượt ngục á, đây là bị truy nã nè, không cho xuất gia, bị hình phạt đánh bằng roi, có nghĩa là những cái hình phạt mà công khai á, ha, công khai ví dụ như là thị chúng á, có người ai cũng biết hết trơn á, thì không có cho xuất gia. Rồi hình phạt đóng dấu, có nghĩa là cái hình đóng, ví dụ như hình một cái hình xăm gì đó mà thích lên trên mặt mình á thì cũng không cho xuất gia. Thiếu nợ không được xuất gia, nô lệ không được xuất gia đấy. Chưa đến 20 tuổi thì không cho lên tỳ kheo ha. Nhưng mà cái 7 tuổi đây nè, dưới 10 tuổi, những đứa trẻ có khả năng đủ các công quả, thì có nghĩa là khoảng 7 tuổi đó, 7 tuổi là biết biết hiểu chuyện rồi đó thì cho xuất gia.
không cha mẹ không cho phép, cha mẹ chưa chưa cho phép của cha mẹ là không được xuất gia đấy. Vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không cho tu lên bậc trên, cho tu lên rồi thì phải trục xuất. À, như vậy đó, để coi coi, trộm tăng tướng là không cho lên, cho lên rồi thì phải bị trục xuất. Lời thú thì không được, giết cha mẹ, giết là bị các cái giết A La Hán, làm nhơ tỳ kheo ni, chia rẽ hội chúng, lưỡng căn, không cho lưỡng căn không cho tu lên bậc trên. Không có bình bát, không có y thì không cho tu lên bậc trên. Rồi. Đây. Cái đó là quý vị phân biệt nha, một á, là không cho xuất gia có nghĩa là sa di cũng không được luôn. Thì những cái căn bệnh truyền nhiễm á, như nãy là nãy các bạn quý vị nãy hỏi đó, bệnh truyền nhiễm là không cho xuất gia luôn ha.